Cavani một vị tướng bắn khá chi đẹp cháy luôn, khi mà kết hợp cùng những cái đồng đội như kiểu Haaland hay là Aza thì nó khá là mạnh nhá. Và thật may mắn khi trận này team mình có con Aza luôn anh em ơi, thì anh em hãy cùng xem nhá. Nhưng mà nó đi cùng thằng AD rồi, không biết nó có leo lên đầu mình không. Nếu như nó đi cùng mình thì khá là mạnh luôn, nhưng mà không sao cả nhá. Mấy vị tướng Cavani này mình đi được tốt thì mình cũng đã khá là mạnh rồi anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ gặp thằng Arthur này anh em ơi. Và anh em hãy cùng xem là top 1 Cavani sẽ xử lý những trận đấu hay cấn hay là những tình huống và highlight đẹp mắt dành cho anh em nhé. Anh em xem thì anh em hãy ủng hộ mình em nhé.
Our middle lane tower is under attack. Our Slayer lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Và dũng cảm đấy. Tiếc là nói hơi nhiều. Dominating. Double kill. Triple kill. Dù sao đi nữa, your team has destroyed a tower. Nice assisting. Nice assist. Legendary. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Cần phải được chăm sóc. We'll be right back.
Divine Summon. Shut down! One kill! Shut down! Is under attack. Thứ ta thích không ai giành được đâu. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Our middle lane tower is under attack. Ultimate. Đón mưa đạn nhé cưng. An enemy has been defeated. Nice assisting. An enemy has been defeated. Got it. Onslaught.